Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olomer.vn. Ở những bài trước, các con đã biết cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Vậy phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 sẽ được thực hiện như thế nào thì cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng có những hoạt động khởi động. Ở đây, các con hãy tính số cải bắp còn lại. Luống cải bắp của cô có 12 cây cải bắp, sau đó cô nhổ đi 5 cây. Vậy để tính số cải bắp còn lại, cô cần thực hiện phép tính như thế nào? Chính xác, khi đó cô cần thực hiện phép tính trừ, mà cụ thể ở đây là 12 trừ 5. Chúng ta thấy rằng đây là một phép trừ nhưng chúng ta chưa biết cách thực hiện. Vậy trong bài ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thực hiện phép trừ này. Đây chính là phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng khám phá kiến thức mới. Chúng ta đã biết hai cách để thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Đó là cách đếm thêm và cách tách số. Đối với phép trừ, chúng ta sẽ làm ngược lại. Tức là Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các con trừ bằng cách đếm bớt. Ở đây cô có 12 cây kẻ bắp và chúng ta sẽ bớt đi 5 cây. Vậy thì chúng ta sẽ đếm bớt đi 5 bắt đầu từ 12. Nghĩa là sao? Ta sẽ đếm ngược lại. 12, 11, 10, 9, 8 và 7. Như vậy, khi chúng ta đếm bớt 5 bắt đầu từ 12 thì được kết quả là 7. Thế thì 12 trừ 5 sẽ bằng 7. Đó là việc tính trừ bằng cách đếm bớt. Hay ví dụ thứ hai, ở đây cô có 15 quả táo và cô cần bớt đi 9 quả. Chúng ta cũng sẽ đếm bớt 9 bắt đầu từ 15, 14, 13 tương tự như vậy và cuối cùng chúng ta được kết quả là 6. Vậy thì khi đếm bớt 9 bắt đầu từ 15 ta được kết quả là 6 hay 15 trừ 9 bằng 6. Tuy nhiên chúng mình thấy rằng trong một số trường hợp cũng giống như phép cộng, việc đếm bớt có vẻ rất dài. Vậy thì cô giới thiệu tới các con cách thứ hai đó là trừ bằng cách tách số. Chúng ta cũng vẫn sẽ liên hệ với số 10 là một số rất đẹp đúng không? Cô có phép trừ là 13 trừ 5. Đầu tiên cô có 13 ngôi sao như thế này. Cần trừ 5, cô sẽ ẩn 5 ngôi sao đi. Vậy thực hiện phép trừ bằng cách tách số như thế nào? Thì bước đầu tiên cô sẽ tách 5 thành 3 cộng với 2. Sau đó cô lấy 13 trừ đi 3 thì chúng mình thấy là còn 10 ngôi sao. Sau đó tiếp tục lấy 10 trừ đi 2 ngôi sao thì sẽ bằng 8. Như vậy 13 trừ 5 sẽ bằng 8. Một ví dụ nữa là 16 trừ 9. Bước đầu tiên cô cũng sẽ tách 9 thành 6 cộng với 3. Sau đó cô lấy 16 trừ 6 kết quả được 10. Tiếp theo lấy 10 trừ nốt 3 thì kết quả là 7. Như vậy chúng ta sẽ có là 16 trừ 9 bằng 7. Chúng ta sẽ tách số trừ ra để trừ dần. Như vậy, cô vừa giới thiệu tới các con hai cách để thực hiện phép trừ, đó là đếm bớt và tách số. Ngay bây giờ, cô cho mình sẽ cùng luyện tập. Đầu tiên, các con hãy thực hiện phép trừ bằng cách đếm bớt. Đúng là như vậy. Ở phép trừ đầu tiên, 13 trừ 4. Vậy chúng ta sẽ đếm bớt 4, bắt đầu từ 13. 12, 11, 10, và 9, như vậy kết quả sẽ là 9. Ở phía dưới cũng như vậy, chúng ta sẽ đếm bớt 3 bắt đầu từ 11. 10, 9, 8. Như vậy kết quả sẽ là 8. Tiếp theo, các con hãy tính, cô có hai phép trừ như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện bằng cách đếm bớt. Đúng là như vậy, ở đây chúng ta sẽ đếm bớt 2 bắt đầu từ 11. 10, 9. Như vậy, 11 trừ 2 bằng 9. Hay ở phép tính thứ hai chúng ta sẽ đếm bớt 4 từ 12. 11, 10, 9, 8. Như vậy, 12 trừ 4 bằng 8. Tiếp theo, các con sẽ tính bằng cách tách số. Chúng mình thấy rằng để thực hiện phép trừ 17 trừ 9, trước tiên chúng ta sẽ tách 9 thành 7 và 2. 17 trừ 7 bằng 10, sau đó lấy 10 trừ 2 bằng 8, như vậy 17 trừ 9 sẽ bằng 8. Tương tự thế này, các con hãy thực hiện các phép trừ sau. Cô chúc mừng chúng mình. Đó là một vài bài tập giúp chúng ta có thể củng cố hơn được kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng vận dụng và thực tế. Tương tự như phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 thì phép trừ cũng có rất nhiều ứng dụng. Cô lấy ví dụ. Ở đây cô có một tòa nhà cao tầng và cô đang ở tầng 4. Bây giờ nếu như cô muốn lên tầng 12 thì cô phải đi thêm bao nhiêu tầng nữa? Chính xác, để biết được cô cần đi thêm bao nhiêu tầng, chúng ta phải thực hiện phép trừ 12 trừ đi 4 bằng 8 tầng. Vậy là dựa vào kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 20, trong một số tình huống trong cuộc sống, các con có thể chủ động trong việc tính toán đúng không nào? Vậy là ở bài ngày hôm nay, chúng mình đã biết hai cách để thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn để chúng mình có thể nắm thật vững cách thực hiện phép trừ này. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo của olm.vn.